Xin kính chào toàn thể tất cả các bác và anh chị em lại trở lại với buổi giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio. Hôm nay em lên với các bác một bộ dàn của hãng Z của Victor, rất là chất luôn và cũng khá là độc lạ và cũng tương đối hiếm tại Việt Nam các bác nhá, rất ít về luôn. Bộ này model của nó là UXM1. Bộ này thì tình trạng bãi về nó không được thực sự hoàn hảo, cho nên em bán với các bác với một tính năng duy nhất thôi, là tính năng chơi của điện thoại máy tính qua jack 3.5 cổng AUX nhá. Đó, còn các tính năng phụ của nó như đĩa băng cassette thì nó hiện tại là không chơi được. Đấy, băng cassette ra vào ok, đĩa không đọc. Nói chung là em chỉ bán với các một tính năng thôi, là tính năng chơi điện thoại máy tính nhá. Đấy, hiện tại thì em đang xoay một cái loa này là xoay cái đít của nó nhá, còn cái loa này là mặt trước để các bác nhìn thấy cái kết cấu của loa. Đấy, anh em có thể nhìn thấy luôn, đó là kết cấu của loa 3 đường tiếng, một loa bass, một loa check và một loa súp hậu nha anh em nhé. Đấy, bộ này chơi anh em không cần phải mua thêm súp nữa. Đấy, vì nó trang bị cho một cặp súp ở mỗi bên loa đều có nhá. Đây em quay phía sau cho các bác nhìn thôi, tí nữa sẽ quay lại phía trước. Bây giờ thì mời các bác và anh em mình trải nghiệm chất âm của bộ dàn này. Nói luôn với các bác là chất âm bass cực kỳ là hay và rất là sâu luôn, đánh như một bộ dàn có súp anh em nhé. Đấy, mời các bác anh em mình trải nghiệm chất âm. Lát em sẽ quay chi tiết hình thức và sẽ có báo giá cho các bác vào cuối video.
cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video âm test. Bây giờ thì em sẽ quay qua hình thức tổng thể của cả bộ gian cho các bác và anh em mình cùng xem nhé. Đấy, trước khi quay hình thức thì em sẽ chỉ qua một cái thao tác cho các bác để các bác về chơi cho nó hay nhé. Đây, ở trên cái mặt âm ly thì nó sẽ có một cái nút, nó cái nút ghi là Super Bass Pro, thì mặc định nó sẽ là tắt. Đây, đèn không đỏ nhá, thì anh em ấn cho vào một cái để cho đèn đỏ lên, thì để nó nâng cấp cái tính bát lên cao nhất có thể nhá. Đấy, còn đây là cái cổng của anh em chơi AUX, ấn em luôn nút AUX nhá để mình chơi AUX nhá. Đấy, thế thôi. Còn các tính năng khác thì em bỏ qua luôn, như cái đĩa này, cái băng đài, cái thứ băng em bỏ qua nhá. Đấy, em chỉ bán bác một tính năng duy nhất là chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5 qua cổng AUX nhá. Đấy, thế cho nó đơn giản. Ok các bác, với thiết kế đây một cái loa sub bass đây anh em nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nó được bảo vệ một cái lớp nhựa bên ngoài nữa. Một loa sub bass đánh rất lực luôn. Con này thông số hai loa đó là 60W và trở kháng là 3 ohm. Một dòng trở kháng cực kỳ là hiếm gặp ở các cái dàn mini nhá. 3 ohm là rất ít gặp luôn. Rồi em sẽ quay cái mặt trước cho các bác nhá. Đấy, bộ này thì nói luôn các bác là nó không được hoàn hảo, cho nên sẽ có giá rẻ cho các bác nhá. Không hoàn hảo về hình thức thôi, nên về chất âm thì bao hay luôn các bác và anh em mình. Anh em mình vừa trải nghiệm rồi đấy. Đặc biệt là chất âm giải trầm nó cực kỳ là tốt luôn. Cái căng của nó đây. Ok nhá, bây giờ em sẽ bắt đầu quay chi tiết cái hình thức cho các bác và anh em mình nhá. Em sẽ quay từ chiếc loa này bên này trước nhá. Thùng vách loa là vuông vắn ok. Loa được dán một cái đề can rất đẹp luôn. Đấy, hình dạng kiểu như là đề can quân đội đấy, rất đẹp luôn. Loa chép rất lớn luôn. Loa bass, con này là loa bass kèm loa chung luôn anh nhá. Tiếng rất hay, mặc dù nó là loa rất nhỏ nhưng tiếng rất là hay luôn. Gân của nó là dạng gân cao su, màng giấy. Lỗ thông hơi phía trước và phía sau cũng có lỗ thông hơi nữa để cho loa sub bass nhá. Hai lỗ thông hơi luôn các bác nhá. Đấy. Đây, cạnh loa này cũng đẹp, nói chung về tổng thể là đẹp nhá. Cái căng của nó cũng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, cái căng cũng rất là đẹp luôn nhá, không hề rách. Đầu máy thì còn tương đối là ok. Hình thức đầu máy là tương đối ok. Nó có gồm hai thớt này nhá. Tuy là cái thớt bên này nó không hoạt động băng, tuy nhiên không thể tách rời được các bác nhá. Bởi vì đây một bộ phận công suất thì nằm ở thớt này. Thế một cái bộ phận vào âm thanh tín hiệu và giải mã thì nó nằm ở bên này. Giải mã nó nằm bên này cơ. Đấy, cho nên là hai cái này không thể tách rời được. Và được kết nối với nhau bằng cái dây cáp này. Đây. Bằng một dây cáp. Đấy. Rồi em quay tiếp đến chiếc loa thứ hai. Thùng vách bên này là đẹp ok. Phía trên cũng đẹp ok các bác nhá. Đây. Cạnh còn lại nhá, cũng đẹp ok và phía sau chắc chắn là cũng sẽ đẹp. Rồi, điểm trừ duy nhất của chiếc loa này đó nằm ở cái loa check nha anh em nhá. Đây. Loa check đây, nó có bị gọi là bị cấn ở góc này thì em đã xử lý bằng keo. Ok rồi các bác nhá. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất âm. Nếu như con này loa bass thì mình phải bác ở trong. Nên con này loa check em bám bên ngoài thôi. Nhưng con check thì đánh không nhờ nó có cường độ đánh như kiểu loa bass. Nó chỉ hơi rung màng một tí thôi, cho nên là cái vết rách này không hề ảnh hưởng nhá. Em đã vá rất là kín rồi anh em nhá. Đấy. Rất là kín anh em yên tâm chưa, không hề ảnh hưởng chất âm nhá. Chỉ ảnh hưởng đến hình thức, cho nên bộ này sẽ giảm 400 so với bình thường nhá. Để cho các bác và anh em mình chơi. Giảm 400.000. Còn giá là bao nhiêu thì tí nữa em sẽ báo. Rồi em quay phía sau một chút xíu nhá. Phía sau hai loa đều đẹp cả thôi. Tổng thể là vuông vắn là đẹp thôi. Đây, ở đây có hai cái cổng nhá. Thì anh em cắm như cổng AUX, cắm ở cổng bên trái cho em nhá. Đấy, cổng bên trái. Còn cổng bên phải nó là cổng AUX nhá, thanh giang. Đấy, cắm cổng bên trái cho em. Đấy, thế thôi. Còn đây là cái cáp kết nối giữa hai thớt này, cắm ở đây là được, cắm đúng chiều nhá, cắm sai chiều là nó không vào được. Còn khu vực ở đây anh em biết rồi, là dây rắc để ra loa nhá. Đấy. Đây xem thông số nó có ghi gì ở đây rồi. Công suất tiêu thụ điện của nó là 47W nha anh em nhá. Đấy. Con này này thì hỗ trợ đánh loa giải thấp nhất từ 3 ohm nhá, bởi vì cặp loa này cũng là 3 ohm mà. Cho nên là con này đánh giải khoảng thấp nhất là 3 ohm. Đấy, còn nó không ghi cao nhất. Đấy. Chuyện âm rất nghe rất hay và lực luôn. Đặc biệt là khi anh ấn cho em vào cái nút có chữ là Super Bass Pro lên thì âm bass của nó đánh rất sâu luôn nhá. Đấy. Nói chung là sẽ không cần để trang bị thêm súp với cái dàn này nữa. Đánh như một cái con súp nữa rồi. Rồi ok các bác nhá. Em xin phép báo giá tất cả các bác và anh em với bộ dàn này. Với bộ dàn này trước kia em đã từng bán một bộ rồi. Nó đẹp hơn. Thì em bán cái giá là 2.800.000 đồng. Thì bộ này em giảm, em bán với các bác chỉ còn 2.300.000 đồng thôi. Giảm hẳn 500.000 đồng nha các bác nhá. 2.300.000 đồng thôi, giảm hẳn 500.000 đồng với bộ dàn này. Ok các bác nhá. Giá em báo thì đã bao gồm các phụ kiện như sau. Thứ nhất là một bộ đổi nguồn để anh em chơi điện 100.
Thứ hai là một dây AUX để anh em chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5. Đấy là hai phụ kiện chính. Ngoài ra vẫn còn có thêm một ưu đãi nữa cho các bác và anh em mình mua hàng ở bên Trung Kiên Audio, đó là nếu như các bác mua hàng theo hình thức chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bao ship luôn cho các bác luôn với đơn hàng này. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em mua làm cọc cho em là 300.000 đồng, anh em nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại cộng phí ship, anh em giảm với nhân viên giao hàng. Mọi chi tiết hệ mua hàng anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin phép lên cái căng cho anh em nhé, cái căng còn rất đẹp luôn. Đấy, khi mà mình lên cái căng rồi thì em nghĩ rằng là cái khuyết điểm của cái loa chép này thì cũng gần như là bỏ qua luôn. Đấy, bởi vì lên cái căng cũng rất là đẹp. Mà căng đẹp như này thì anh em cũng nên lắp vào chứ không nên tháo ra làm gì cả. Vừa bảo vệ loa, vừa chống trẻ con nó ấn vào nó hỏng loa. Đấy, anh em thấy chưa? Khi mình lên cái căng rồi thì em nghĩ là khá là đẹp luôn. Đấy, cũng không hề thấy khuyết điểm kia luôn. Ok anh em nhá. Em xin phép được kết thúc video test ở đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.